Kính chào quý vị và các bạn. Trên đây là một bản dây loa 2N cao cấp. Bản này cả bộ này có giá trên 10 triệu đồng. Mình sẽ phô cho quý vị và các bạn xem chi tiết bên trong. Yeah. Rất là xịn. Bản này có chiều dài duy nhất là 2m2 nhưng tôi có giữ một bản. Còn một số bản khác nó chỉ ra lá này thôi. Không được đẳng cấp nhà đâu. Chiều dài thì quý vị thấy chiếc bản rộng của quý vị thấy nó to tương đương với 4 đầu ngón tay của tôi. 4 đầu ngón tay. Và dài là 2m2. Còn 2m2. Rất là đẹp. Đây, quý vị xem. Nhìn nhé. Cái dây này nó bày ở phòng thì phải nói là đẳng cấp luôn. Chơi trong hệ thống âm thanh của chúng ta mà có cái sợi dây này bày. Đây, giống như tôi có một cái bản trắng này. Bản trắng. Còn bản này thì cho anh em xem cái full dây bên trong. Đây toàn bộ là dây đồng mạ bạc nhé. Và đặc biệt là nó có 4 cái sợi đồng OCC chạy dọc theo bản dây, giúp cho cái tín hiệu đường truyền nó được đảm bảo. Đây. Đây là sau khi tôi đang làm dở, mình đã tách sẵn hết rồi. Tách từng một cái, quý vị đấy này, không mất một sợi. Không mất một sợi nào. Không mất một sợi nào. Chia đều ra hai vế. Đây là 4 cái sợi đồng này. Đồng OCC giúp truyền cái dải trầm của chúng ta được sâu hơn. Đây, rất là mềm. Từ đầu đến cuối này. Đây. Toàn là đồng xịn, đồng mạ bạc. Đây cho anh em xem. Những cái bó đồng này. Đồng mạ bạc này, trắng muốt như này. Hai sợi đồng này. Hai sợi đồng bản dài này. Các cái sợi đồng họ xoắn lại nha anh em nhé. Anh em nhìn kỹ này. Không phải là một sợi đồng đơn đâu, sợi đồng mà một sợi đơn đâu. Mà là một sợi này nó rất là nhiều sợi nhỏ nó xoắn lại. Thứ nhất là giúp chống nhiễu, xoắn lại và xếp song song dọc theo cái bản dây này. Song song. Đây là gần như là tín hiệu truyền từ đầu đến cuối là đồng pha luôn, liên tục luôn. Đây gồm những sợi dây siêu dẫn. Đó. Và cái vỏ ngay ở cái lớp vỏ bên ngoài nhé, nó rất là bền bỉ anh em nhé. Chống cháy, chống nhiễu rất là tốt. Cái vỏ làm một cái chất liệu teflon. Cái lớp vỏ này chống cháy rất là tốt. Và những bộ dây này khi mà tôi DIY thành phẩm, khi mà tôi đã làm hoàn chỉnh cả bộ hoàn chỉnh cho anh em thì sẽ có mức giá rất là hợp lý nhất, chỉ 10 tầm 12 triệu đồng, 12,5 triệu. Riêng một bản dài 2,2 mét, bản đẹp như này. Đảm bảo với anh em rằng là những cái loa này gọi là những hàng sưu tầm, không dễ gì chúng ta sẽ bắt gặp bản dây loa như thế này. Lần trước tôi có cái bản màu trắng cũng khá là hay. Đã bán hết được với anh em rồi, đây còn bản màu xanh này. Những cái bản dài, những cái dàn âm thanh mà cao cấp, đặc biệt là dàn 2E thì khi mà chúng ta thay thế những sợi dây xịn vào thì nó sẽ thể hiện được hết những cái hay, cái đẹp, những cái nó cho một cái nền không gian nó tĩnh nhá. Đôi khi mà chúng ta có một cái nền nhạc nó tĩnh rồi, giảm các nhiễu ồn rồi thì đột nhiên chúng ta sẽ cảm nhận được hết những cái lốt nhỏ nhất, cho dù là cái cách cái lấy hơi của ca sĩ hay là cái nhân nhã của ca sĩ được thể hiện rất là rõ nhá. Và nói về dây dẫn thì nó vô vàn, đây là toàn là những cái dây loa từ những cái bộ dây loa rất là đắt đỏ anh em nhé, rất là đắt đỏ được tôi khai thác được và về đưa ai qua lại đầu rắc cho anh em chơi nhé. Thế như quý vị và các bạn yêu thích những cái bộ dây loa 2N, những bộ dây loa cao cấp và đặc biệt với mức giá hợp lý thì có thể liên hệ với tôi để đặt hàng nhé. Những bộ dây loa này hoàn toàn là hàng hiếm cho anh em nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết về bộ dây loa cũng như là các sản phẩm liên quan đến audio, vui lòng liên hệ 0908 722 688 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.